Love House, mua nhà chung mùa 14, được tài trợ chính bởi ứng dụng phát sóng trực tuyến, kết nối bạn bè, Pico Live. Đậu Thị Kim Hoàng, nickname là Kim, 28 tuổi, ca sĩ. Nguyễn Thị Hằng, 28 tuổi, kinh doanh spa, youtuber, streamer Pico Live. Cao Thị Ngọc Linh, 19 tuổi, người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Phan Thị Thủy Tiên, 22 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Luật. Văn Anh Duy, 31 tuổi, nhân viên nhà hàng. Trần Đăng Khoa, nickname là Khoa Su, 24 tuổi, vận động viên bóng rổ. Dương Thành Chiến, 23 tuổi, kinh doanh online. Bùi Duy Anh, 26 tuổi, ca sĩ, streamer Bigo Life. Duy Anh với Hằng sau những bất đồng trước đó, giờ đây họ đã có nhiều cơ hội để gắn kết và hiểu nhau hơn. Còn với Chiến, tưởng chừng sự gần gũi giữa Kim và Khoa sẽ khiến anh chàng lùi bước. Thế nhưng Chiến đang cho thấy điều ngược lại, vì anh nhận ra rằng Khoa không chỉ có cảm tình với riêng mình Kim mà còn có cả Hằng, và đó chính là cơ hội cho anh chàng trong cuộc chiến Tây Ba lần này. Thời gian bên nhau không còn nhiều, liệu sẽ có những chuyển biến đặc biệt nào trong chuyện tình cảm của các thành viên ngôi nhà chung 12? Thích em nhưng anh tỏ tình với người khác. Chị Tiên muốn như anh á, em thấy hai người đó không thể nhận giọng nhau. Thì anh uống không đi rồi chơi. Em có bắt anh rồi đúng không? Ăn trước đi. Anh thì là sợ em nhất, nhưng mà em có một cái khác những bạn nữ còn lại là em có một cái nét đáng yêu. Em nói nè, em nói tại sao em lại nói câu đó? Không, em chỉ nói với anh như vậy thôi. Thôi. Thôi chị đừng làm vậy, em khóc quá. Nếu mà có thì mới tỏ tình hả? Sao không hỏi là có tình cảm và muốn tỏ tình hay không? Dù hôm nay Tiên và Duy Anh lại có cơ hội đi chơi với nhau, thế nhưng trên khuôn mặt của Tiên dường như có nét đượm buồn. Và những biểu hiện này từ sớm đã lọt vào sự chú ý của các thành viên khác, từ đó dấy lên nhiều nghi vấn. Orion Boutique Resort nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km. Orion Boutique Resort luôn có được cái không khí se lạnh của thành phố sương mù, nhưng vẫn giữ riêng cho mình một chốn yên tĩnh và thanh bình, mang hơi hướng phương Tây cổ điển với những căn villa mang màu trắng chủ đạo, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Nội thất bên trong được ốp gỗ thông hoàn toàn. Mỗi một villa đều có một khu vườn hoa riêng biệt, khung cảnh hòa hợp thiên nhiên như một ngôi làng cổ tích. Theo cháu phân tích thì bên nhà nữ ai gặp đôi với hận? Theo cháu phân tích. Tại vì trong cái căn nhà này, mấy cặp trong này cứ làm em bị xáo trộn, đổi qua đổi lại. Lúc đầu là em đón anh Duy Anh với lại Tiên. Xong rồi cái hôm qua, tối hôm qua thì anh Duy Anh tự nhiên cái chọn chị Kim. Đó. Tiên hôm nay có vẻ buồn nha. Đúng. Muốn đi nghe nhạc một mình đúng không? Đúng rồi, chị Tiên hôm nay buồn lắm. Chị Tiên buồn anh Duy Anh á. Em thấy hai người đó không thể nhận giọng nhau. Ôi trời, vậy là nảy sinh ra thêm một vấn đề khác nữa ta. Có chị Tiên đúng không? Để có thể nói được ổn nhất trong bốn cô gái thì anh thấy tính cách của Tiên. Không, nào chú là cặp đôi bí ẩn không? Không, chú là cặp đôi bí ẩn thì mọi người đã nhận ra rồi. Tại vì chú sống tình cảm lắm, không đem tình yêu ra để diễn đâu. Chú vào chương trình này là tìm hiểu từng người thực sự đó, là tìm hiểu Hoàng xong đó, xong mới là tìm hiểu cháu đó, là biết là không thể nào hợp nhau được nữa rồi. Đó xong rồi chú thì mới nói chuyện. Kim là người thứ ba mà chú nói chuyện, thì người thứ ba giống như là Kim là không có cởi mở trong cái chuyện tình cảm, giống như ví dụ mà không phải. Chị Kim rất cỡ mở nhưng mà không có khó gần như anh nghĩ đâu. Trời ơi, anh không có nói về mặt bạn bè thì ok, anh với Kim thoải mái lắm. Quen nhau tìm hiểu đúng không? Tìm hiểu về trai gái. Không có đâu, khó tiếp xúc ở đây cái ý chỉ là sợ thôi, chứ không phải là khó gần trong chuyện cảm. Hồi nãy em có nói với lại chị Kim là em nghĩ chắc là anh Chiến không thích chị Kim đâu. Nhưng mà rốt cuộc thì anh Chiến là muốn tỏ tình với chị Kim hả? Không phải là muốn tỏ tình mà Chiến cũng... Em nghĩ là anh Chiến muốn chinh phục chị Kim hơn. Chinh phục là tỏ tình, còn gì chinh phục được mới tỏ tình chứ. Không, chinh phục khác nha. Chinh phục là giống như mình chỉ muốn sở hữu người ta và mình chỉ muốn thôi, chứ không có phải là thật sự rung động. Tại vì không thể nào có ai mà mới có 6-7 ngày mà lại cực kỳ thích và rung động hết á nè. Anh hả? Còn gì? Anh thích hả? Anh lúc hồi xưa là anh toàn là anh nói rồi mà. Anh một hai ngày lập đầu là mình tự nhiên mình rung động, là mình thích người ta, xong mình cứ quen người ta, xong mình yêu tới một vài năm luôn. Cái đó em thấy ít, trường hợp ít luôn á. Hơi bất đồng quan điểm về chuyện tình yêu với lại sự chênh lệch về cái khoảng cách độ tuổi nữa. Mình muốn nói theo cách của mình mà chắc là bé Sa không có hiểu lắm. Cho nên là nghĩ là
cái chuyện tình yêu mình chưa đủ và chỉ cách cho mình, thì tại vì mình cũng đã trải qua nhiều cho nên mình cũng có một chút lòng tự ái riêng, là mình cũng giải thích lại, nhưng mà mình không nên cứ lấy cái chuyện tình cảm mà mình đã trải qua để đè nặng vô vấn đề đó. Vậy là dẫu cho Duy có cố gắng giải thích thì Linh vẫn không khỏi thắc mắc về việc tại sao tình cảm của Chiến dành cho Kim lại nhanh chóng đến thế. Và rồi cô nàng quyết định tự mình đi tìm lời giải đáp. Nói chuyện riêng với anh chút được không? Được. Em được biết thằng Mai đã tình với lại chị Kim đúng không? Tại sao? Tại sao em lại được biết như vậy? Ai nói với em? Thì em biết như vậy thôi. Em đó nè. Nhưng mà Em nói tại sao em lại nói câu đó. Không, em chỉ nói với anh như vậy thôi. Không phải. Ủa, không phải gì? Không phải, em nói là ngày mai anh có tình với Kim đúng không? Nhưng mà anh thích chị Kim đúng không? Ừ, anh thích chị Kim. Nhưng mà anh có thật sự thích chị Kim không vậy? Ừ, anh thích mà. Thích chị Kim hả? Ừ. Tại vì cách của anh thể hiện ra chưa đủ chân thành, cho nên em nghĩ là anh chỉ muốn đang chinh phục chị Kim thôi, chứ không phải là thích thật sự. Tại vì Kim tại vì cứ lúc nào cũng muốn cùng thân với Khoa thì làm sao mà anh có... Kệ chỉ. Việc của anh chỉ là thể hiện những cái sự chân thành nhất có thể với chị Kim thôi. Bây giờ hình như Kim cũng có tình cảm với Khoa nữa, thì anh xen vô như là phá vỡ tình cảm của hai người đó, thì không đó phải nó không theo cái nguyên tắc sống của anh. Không phải em phá vỡ. Chỉ là có tình cảm thì có, nhưng mà đã chưa có yêu nhau, chưa có là gì của nhau, thì anh có quyền anh xen vào và anh lấy cái tình cảm của anh lấy chợt lấy tình yêu của anh. Nếu như anh cứ như thế thì không ấy đâu. Anh phải biết cách, nhưng mà bây giờ thời gian còn rất ngắn. Ok, bây giờ không nói về quá khứ nữa, mình nói về tương lai đi. Bây giờ từ nay tới sáng mai chỉ còn không có nhiều nữa, thì anh nên làm như thế nào? Nói chung là bây giờ anh cứ suy nghĩ gì anh nói đó đi. Anh là đừng có ngại nói chuyện. Có phải là những lúc anh nói chuyện anh hay suy những nghĩ. Lúc anh muốn làm nói mà. Điều gì đó với Kim, nhưng mà anh không làm. Bởi vì anh suy nghĩ ra lời nói nhưng anh không dám nói. Bỏ qua hết cái đó đi, phải nói. Hôm nay em nói chuyện với anh em mới nghiêm túc để cho anh hiểu mình hơn á. Tại vì lúc mà em biết là anh tội tình chị Kim thì em cũng lo lắng cho chị Kim. Anh em muốn khuyên anh một tí thôi. Được rồi, em vô nha. Hy vọng rằng những lời tâm sự từ cô Úc Linh Sa sẽ có thể giúp Chiến nhanh chóng tìm được đúng con đường tiến tới trái tim của Kim. Và sau khi buổi ca nhạc kết thúc, nhóm 4 thành viên gồm Tiên, Khoa, Duy Anh và Hằng tiếp tục di chuyển tới địa điểm ăn tối. Hoa đang phân vân giữa chị với Kim. Nếu chọn chị Kim buồn, nếu chọn Kim chị buồn. Thằng đó. Nói hoài không ra đúng vậy. Chị nói với Khoa là đừng nghĩ về chị, cứ chọn Kim đi. Nhưng Khoa không chịu. Khoa sợ. Đấy là Khoa không muốn mọi người buồn. Hôm nay buồn, nhưng mà mai nói hôm nay em buồn quá. Xạo nè. Hết tình luôn á. Buồn gì nhớ người yêu. Nhớ người yêu hả? Nhưng mà có cảm giác. Có cảm giác hả? Cảm giác. Còn nữa. Đừng có buồn. Vui đi. Tại sao buồn? Hôm nay chị em buồn. Hôm nay em buồn mà không biết tại sao. Trời, biết câu đó luôn. Khoa 23 tuổi hả? Khoa 24. Này nhìn già, này nhìn hơn tuổi Hằng luôn. Rồi 30 tuổi, 29 tuổi. Ra đường có ai nói không? Không, người ta nói mình trẻ chắc cái này nè. Phải cắt cái này. Đúng rồi, hay là ngày mai cắt đi. Ngày mai cắt hả? Cho nó trẻ. Ok. Làm lại. Ấy cái này quay TikTok hay hơn. À đúng rồi. Anh của hiện tại. Ok làm đi. Hiện tại. Anh của hiện tại. Anh của quá khứ. Bảy. Trời. Nhưng mà phải quay tay qua nè. Hả? Phải quay tay qua. Nếu Khoa cạo râu, Hằng sẽ làm cái này với Khoa nha. Ok. Ok. Gì? Sao lại? Sao gì? Tôi mình đang thấy là mình chưa đây môi giả chân. Không hề giả chân. Giả chân không một chút. Tại vì bạn không được Hàn Quốc cho nên là bạn
ghen tị gato. Đợi lâu quá à. Người ta có đua có cặp. Ờ, góp trời. Đau đuôi. Đôi dạ. Quá à. Tình cùng góp hả? Bạn bè? Lần này đúng. Ồ, lặp lại. Đừng có có nữa hả? Sao bây giờ không nói gì? Oh man. Cái khúc này phải là leo leo. Leo leo. Leo leo. Mới mới làm kìa. Làm lại kìa. Làm lại đi. Ok dễ làm đi. Làm đi. Tối nay, các thành viên ngôi nhà chung được chiêu đãi một bữa thịt nướng phong cách Hàn Quốc ngay tại nhà hàng Khói BBQ ở rất gần trung tâm Đà Lạt. Và với bầu không khí giá lạnh như thế này, thì việc lấp đầy bao tử bằng những miếng thịt nướng tươi ngon chắc hẳn rất tuyệt vời. Tuy nhiên, một thành viên có vẻ chẳng mấy tâm trạng cho việc thưởng thức đồ ăn lúc này. Còn nữa hả? Buồn quá, đã xoay uống kìa. Hiểu không? Buồn quá, phải uống. Nên nè, uống cái gì vậy? Uống coi à? Mai giờ xui luôn. Ê, nhỉ. Bây giờ mình cho một móng tay đi. Cho em bóng mình rồi ha. Tay chân rồi. À, cho được. Thì anh uống xong đây rồi chơi. Em có bắt anh uống rồi. Ăn trước đi. Ngày hôm nay mình hơi buồn. Không biết hôm nay tâm trạng của mình không có được ổn định cho lắm. Đôi lúc mình thấy anh Duy Anh hơi quá tập trung vào một việc á, mà không có để ý đến nhiều thứ xung quanh lắm, thì đôi lúc nó sẽ làm cho cái sự vui chơi của mình nó bớt vui đi một chút xíu. Khi gặp một người có thể để ý điểm gì trên khuôn mặt? Một điểm thôi. Mắt. Mông. Khuôn mặt. Mông hả? Mông. Khuôn mặt. Quả chất mông. Ở khuôn mặt á. Ao. Môi. Khuôn mặt hơn. Gì? Khuôn mặt. Thích gì nhất trên khuôn mặt người con gái? Cười. Cười. Ở nhà chung lúc này, trong khi đợi xe Hồng về đón các thành viên còn lại, thì Duy đã tranh thủ hẹn gặp riêng Kim. Chiến hình như là mến em hơn là Chiến nghĩ đó. Bởi vì từ lúc đầu mới ngày 1, ngày 2 thôi là như là Chiến giống như là muốn tỏ tình với em luôn vậy đó. Nhẹ như vậy á. Thì có quá nhanh không ta? Còn cái đó thì hơi quá nhanh, cho nên Chiến mốt sợ cái cảm xúc đó của Chiến là hơi bị giống như là bị rung động nhưng mà cảm nắng. Cảm nắng, cho nên Chiến mới thử chuyển sang Hàn, bỏ đi cái sự rung động của Chiến để thử tìm hiểu những người khác. Nhưng mà thật sự như là tới bây giờ là Chiến như là vẫn thích Kim, vẫn thích em. Mà em biết được cái đó đúng không? Em biết được đúng không? Tại vì em cái ngày thứ hai thì là Chiến đã kiểu chủ động rồi. Em cảm giác được chứ. Thì em cũng có cảm giác là bạn này cũng chắc cũng có để ý mình. Nhưng mà tình cảm thật hay không thì mình không biết. Mình cần thời gian để mình coi thử coi là bạn như thế nào. Thì ok, bỏ qua một bên. Rồi không tự nhiên là cái khúc sau thì tự nhiên xuất hiện thêm thanh niên Khoa nữa. em kiểu bị kiểu em cũng thấy có những cái mà em không thể đoán trước được á. Em cảm thấy là mọi chuyện nó diễn biến hơi khác với em nghĩ quá, cho nên em chưa kịp. Em không biết là người đó có như thế nào, mà em cũng không biết là em đang muốn cái gì luôn á. Thật sự là đến bây giờ em vẫn không nghĩ là Khoa thích em. Khoa thoải mái với tất cả bạn bút mọi người. Thế nên em không nghĩ là Khoa thích em đâu. Sao em không biết là sao em lại cứ tò mò, không biết là Khoa có thực sự thích em hay không? Thì em biết em có một cái gì mà khác với mấy nữ còn lại không? Gì? Anh thì lại sợ em nhất. Anh thì lại sợ em nhất, nhưng mà em có một cái khác những bạn nữ còn lại là em có một cái nét đáng yêu. Mà thường thường con trai á, cái đẹp á, chỉ nó thoáng qua thôi, giống như mình nhìn một cô gái đẹp, giống như mình nhìn một bức tranh mình đang thưởng lãm đó thôi. Còn một cô gái đáng yêu á, là mình nhìn thấy á, mình cứ cảm mến người ta hoài à. Đó, bởi vậy rồi mình lại bẻ theo một cái hướng. Không có. Anh em thì vẫn là anh em rồi. Biết rồi, nhưng mà đó. Ý là thôi bây giờ. Đó là Chiến là đang bị chết với cái nét đó. Thầy không? Đó, Chiến là đang bị chết đó. Em có con mèo đúng không? Em có con mèo. Đó, Chiến nó hiểu tâm lý tới mức đó luôn mà. Chiến nó thật sự
anh cũng kêu là... Em cũng bất ngờ khi mà kiểu ngờ, tại vì hôm qua lúc mà đi mua đồ đấy là em có đi mua trong cái chuyến mà thì em thấy là ủa sao mua hai cái móc khóa trong đầu cái người con gái thật sự lúc đó nha, thật sự em phải nói thật luôn ủa tưởng tặng mình. Em vậy luôn á, em chưa chuyển ra ta. Ủa mà tặng em, đó đó là cái nét đáng yêu của em đó. Kiểu, ủa sao mua hai cái cũng tặng mình ta. Ở cái nón này chiến tặng em luôn nè. Chiến tặng, đúng rồi. Xong rồi nãy chiến nói về cái vụ con mèo. Nói là bạn này cũng, nên mới nói là người này biết cách quan tâm người khác. Đó, đúng rồi, chính xác. Cũng có chưa để ý. Vì ở cái là em cũng có nói là như anh biết là tụi mình như cái hôm qua mình chia sẻ với nhau á thì cũng biết là mình trải qua nhiều thứ những người như mình thì sẽ trải qua nhiều thứ vì môi trường nè, mình làm việc cũng khó khăn hơn trong việc mình cảm với người khác nữa rồi kiểu tuổi mình cũng có tuổi hơn mọi người thì em lớn hơn Chiến đến 5 tuổi rồi đúng không? Ủa vậy hả? Nhưng mà Chiến cũng lớn lắm á nha, chứ nó không phải trẻ con đâu. Thật sự nếu như mà người như Chiến anh thấy là đáng để mình thử, tại vì thứ nhất Chiến là không có làm trong nghệ thuật, thứ hai là Chiến cũng tập trung vô kinh doanh, cũng là đang phát triển sự nghiệp. Còn thứ ba là Chiến cũng biết quan tâm tới người khác, còn biết hiếu thảo với gia đình nữa. Ngày nào cũng gọi điện thoại về cho mẹ, nói chuyện điện thoại với mẹ. Con đang ở đây, con đang ở đây, con đang quay. Thấy Chiến đáng để có thể kiếm được một tình cảm tốt để dẫn về chương trình. Đúng rồi. Rất đáng. Nên là em đang nghĩ là mình phải nên... Thật ra cái câu hỏi em nói đây là... Em nghĩ là dành cho bản thân em nhiều hơn. Thì cái vấn đề đó nằm ở em. Cũng bây giờ cũng khó quyết định. Đúng thì rồi. Mình cứ thoải mái theo cách nào mình thấy thoải mái nhất thôi. Chứ bây giờ quyết định ép buộc mình phải quyết định thì mình sẽ không quyết định được đâu. Tại vì đôi khi những lần ép buộc đó sẽ làm cho mình đi rẽ hướng, một hướng sai khác hoàn toàn. Cho nên chuyện tình cảm em cứ từ từ cũng được. Mà chỉ anh chỉ là nói ra về những góc nhìn của góc nhìn của anh thôi. Anh thấy thì góc nhìn của em cũng rất là thay đổi khi mà Chiến kiểu có cơ hội nói chuyện với Chiến nhiều hơn. Hồi nãy thì em cũng cảm thấy ồ may mắn là mình cũng nói chuyện rồi, chứ không là trong đầu mình lại cứ nghĩ người này như vậy thì cũng không nên. Tuy cách tiếp cận câu chuyện của Duy dành cho Kim và Linh dành cho Chiến là khác nhau, nhưng dường như cả hai đều mong muốn Kim và Chiến có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm đầy rối ren này. Sếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho em á. Sao em cảm thấy giống như là bây giờ tại vì nhờ người đó mà em không có hồn nhiên nữa. Nên là cái lúc mà em nghe cái bài hát đó thì nghe cái khúc cuối cùng em rất là buồn. Mỗi người cũ đến với ta đều cho ta một kinh nghiệm và một bài học, cho nên em lạc quan lên nha. Người ta không làm cho em chắc chắn sau này cũng sẽ nắm giờ kia đã ngồi đó rồi để mà làm cho em bên thôi, để mà cho em trưởng thành hơn. Cho nên là sau này cũng sẽ có mình, đúng không? Bây giờ đúng nó cùng nhỉ. Cười lên. Đặt băng lên. Đặt mặt sẽ cười. Cái gì vậy trời? Ủa tự nhiên sao mà cực sẵn vậy trời? Thì người ta đang cảm xúc mà. Thương. Thôi chị đừng làm vậy em khóc mất. Em hét gì hả? Em hét gì sao? Không chứ, thế là chứ yêu thương và quan tâm xa cực kỳ, không hề dám ăn hiếp hay xa lúc nào luôn. Trời ơi, nói cầu thì như vậy chân luôn á, yêu thương. Không, nhưng mà chỉ là một người rất là hiểu tâm lý. Camera mất gốc của em rồi. Không có cho. Không, mọi thứ đều rất là ổn, em đừng quá lo lắng. Em ra đó em vẫn đẹp nhất mà. Em vẫn rất là xinh, đừng xinh lắm. Tối xinh là được rồi, đẹp nhất. Đẹp nhất trong lòng anh hả? Ừ, chính xác. Anh đâu có cưỡi xa ra làm sao vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Đến là hai chú cháu mình cãi nhau nhiều lắm. Nhưng mà chú đồng cảm với cháu lắm nha. Chú cãi nhau cháu nhiều mà chú đồng cảm lắm à. Vì ngày mai hai nhóm nam và nữ sẽ phải tách rời nhau hoàn toàn cho tới khi tỏ tình. Thế nên bữa ăn tối hôm nay là dịp để cả 8 thành viên Love House có thể ngồi lại bên nhau. Kim qua đây. Cho em một cái chén cho Kim nhá. Nãy giờ sao đi lâu vậy? Để em về đón chị đó. Không, còn vẫn đang ngồi nói chuyện. Tại đang vô vấn đề chính đó. Nên là xe phải đợi một xíu. Cười lên. Phải quảng bá cái cười lên. Đó, tại sao lại cười? Cười đi. Không được quảng bá. Cười đẹp. Kiểu sao? Tôi nghĩ là
ở nhà mặt hay em? Đang buồn. Anh nghĩ là được uống rồi nè. Để em xin, để em xin. Đang buồn. Không biết tại sao, không nói được. Mọi người tới là em vui á. Chị em tới là mình overnight luôn đi. Trời ơi, ghê vậy. Ok. Tới đây luôn. Nó chờ em đi. Nếu yêu một người bằng hết con tim là đúng hay đang sai? Mà sao anh ơi em cứ buồn hoài như thế? Hoài đúng rồi. Quá buồn. Buồn chín rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không biết nói gì. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ông bị gì vậy? Anh Khoa là người mình nói chuyện nhiều trong những ngày đầu mà mình vào nhà chung, nhưng thời gian về sau thì mình lại không có tiếp xúc nhiều với ảnh. Nhưng mà thực sự anh Khoa là một người rất là vui tính và mình cảm thấy rất là dễ chịu khi ở bên cạnh anh Khoa. Nhìn bên ngoài thì ảnh kiểu vô tư á, nhưng mà thật ra mình thấy anh là một người rất là biết để ý và cũng rất là biết cách để mà dỗ dành một người con gái. Chơi gì đi. Chơi gì? Chủ đề. Chủ đề nữa hả? Ừ. Đâu còn nhiều cơ hội chơi nữa đâu mà nữa hả? Ok ok. Mai là không chơi nữa rồi đó. Chỉ có hôm nay nữa thôi đó. Chơi. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng mình chơi với nhau đó. Ok. Không, bây giờ một người đến lượt người nào là 7 thành viên còn lại được hỏi người đấy. Ok. Trời ơi, cái gì thiệt hả? Ok, bắt đầu từ anh trước, mọi người hỏi chơi đi. Luôn. Dạ. Anh Duy Anh có thể kể ba ưu điểm của Tiên. Chỉ có Duy Anh mới cảm nhận được ba cái ưu điểm này, còn người khác thì có lẽ là chưa thấy. Tiên đó. Tiên. Khó thật sự nha. Giỏi ngoại ngữ. Quan tâm Duy Anh nhiều hơn so với những người khác. Ok. Hello, xin biết. Hay. Có lúm đồng tiền. Rất là Duy Anh. Dễ thương ha. Đồng xu. Ok. Nếu như bạn có cảm tình với một trong bốn thành viên nữ còn lại thì ngày mai bạn có tỏ tình hay không? Có. Nếu mà có thì mới tỏ tình nữa. Sao ông hỏi là có tình cảm và muốn tỏ tình hay không? Thời gian vừa qua mình cũng đã nhìn nhận rồi, mình cũng đã tìm hiểu các bạn rất là nhiều. Và hai cô gái mà... Ba cô gái mà mình có thể tỏ tình. Thế là quá rõ ràng và rành mạch rồi đúng không? Bàn tay ba của anh không biết chọn ai. Một lúc nào đó mình rất là hoang mang về cậu đối bí ẩn là anh Duy Anh. Mình rất là không biết là liệu cái sự suy đoán của mình nó có đúng hay không. Đến ngày hôm nay thì mình thật sự vẫn hơi mong lung về cặp đôi bí ẩn. Ai nữa? Hai. Em nhận chưa? Mọi người hỏi lên. Nói ba cái tính cách mà Tiên thích nhất ở Chiến thôi. Thích nhá. Cười tươi. Không, thật sự bởi vì lúc mà em được chọn bốn chàng trai để một trong bốn chàng trai để em gọi điện thì em đã chọn Chiến, bởi vì là tấm hình của Chiến là tấm hình duy nhất cười, và cười rất là tươi, và em rất là thích những người hay cười. Điểm thứ hai thì Chiến là một người khá là để ý và biết quan tâm á. Hồi sáng em đứng rửa bát một mình thì anh Chiến là người ra phụ em, thì em thấy anh là một người rất là để ý và quan tâm người khác. Cái thứ ba thì chắc là Sao cũng là một người có khả năng làm việc ấy. Kiểu em nghĩ là anh cũng khá là thành công trong cái công việc của anh. Cho nên là đó là cũng một cái mà em rất là ngưỡng mộ anh. Ok, cảm ơn em. Em có cảm tình với một trong bốn chàng trai ở đây? Em có. Ok, wow. Chưa đây. True. Ok mọi người. Nếu như người tiếp theo mà Khoa yêu thì Khoa lấy làm vợ. Tin, wait, mom. Không hiểu gì vậy? If you have a next girlfriend, you will marry her. Yes, my next girlfriend has. Vậy là người yêu tiếp theo chúng ta xác định đó là vợ của Khoa. Tới Kim. True, ok, true. Kim có cảm tình với một trong bốn chàng trai, đúng hay không? Có. Ok. Đúng không chị? Vậy là được. Anh muốn hỏi gì Kim không? Khoa tỏ tình thì Kim có đồng ý không? Không có gì đâu, biết Khoa mà. Không hỏi hả? Đừng hối tiếc nha. Kìa, người ta nói là đừng có hối tiếc kìa. Sợ hối tiếc. Để Chiến hỏi. Ok. Cái gì vậy? Không, tự nhiên. Không vậy đó. Tự
ai mà Kim đệ không gì hết. Chiến là đang muốn hỏi lắm rồi, hỏi đi. Nếu như Kim Thái Chiến là một người hợp với Kim thì Kim có sẵn sàng đi cùng Chiến khoảng 10 năm tiếp theo không? 10 năm tiếp theo. 10 năm sau chia tay. Ừ, ta đang định nói. Chiến đang hỏi thật lòng á, đừng giận. Okay. Chiến hỏi thật lòng á. Tại vì cái cục mốc á mà đối với người cũ nha. Cái này mình chia sẻ thôi á. Mình chỉ nghĩ là 2 năm thôi. Mà người đó còn không chờ được thì đối với mình đừng nói thời gian. Mình chỉ cần là cái người đó có phù hợp với mình hay không, mình có thể đi với người đó cả đời. Nhưng mà quan trọng là cái người đó có thật sự là muốn đi với mình đến lúc nào hay không. Wow. Nếu mà Chiến hỏi là 10 năm thì không, mình không có cần người nào 10 năm. Nếu như được lựa chọn, em có muốn cùng anh là một cái bến đỗ của những cái khoảng thời gian còn lại không? Nói chung là nếu như anh tỏ tình thì em có đồng ý không? Mệt quá. Ta xỉu dọc, xỉu hình bình hành, xỉu hình thang, xỉu hình... Ờ, nghiêm túc. Ủa? Nghiêm túc luôn á. Ờ, anh rất là nghiêm túc á. Không, cái này nói thiệt nha. Này nói thiệt thật sự là tại vì lúc đầu á, em rất là... nghĩ là mình vào đây nếu mà tìm được cái người mà có thể hiểu được công việc của em á thì sẽ rất là tốt, tại vì vừa rồi cái chuyện tình vừa rồi là một phần là do không hiểu được công việc. Vậy thì em hãy nhìn vào anh mà em xem có phù hợp hay không. Nhìn vào mắt anh này trả lời. Số trong đôi mắt này em hờ hững cũng như bao ngày. Kim có thể trả lời là sẽ suy nghĩ, không thể nào mà trả lời ngay lập tức được. Một cái người tính như Kim thì Kim sẽ trả lời thật. Ok, thì chị cứ trả lời thật. Thì là có. Có. Ok, anh cần. Rồi, về tiếp theo. Có ai muốn đặt câu hỏi cho Chiến không? Hằng muốn đặt với ông chị Hằng. Nếu như cái việc quyết định tỏ tình của Chiến biết là sẽ thất bại thì Chiến có làm nữa hay không? Chiến sẽ làm. Thật hoang mang khi đến ngày cuối cùng, tình cảm của các thành viên lại chuyển biến một cách đầy bất ngờ. Khoa dường như đang lưỡng lự cảm xúc của mình dành cho Kim và Hằng. Còn với Tiên thì khó tránh khỏi tâm trạng rối bời khi Duy Anh đêm nay như thể đang tỏ tình công khai với Kim và bỗng dưng xuất hiện thêm tình địch mới. Thế nhưng Chiến vẫn quyết định không lùi bước. Đêm vẫn chưa tàn và câu chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây. Điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Xin mời các bạn đón xem vào tuần sau. Cảm ơn Bigo Live, ứng dụng phát sóng trực tuyến kết nối bạn bè đã tài trợ chính cho chương trình.